Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2020. Mọi người đâu biết Lộc đứng đâu đâu đúng không? Đâu biết đứng chỗ đâu. Đây, đang đứng ở trong phòng restroom là phòng tắm Hôm nay Hồng Loan nhận job mới nha quý vị. Cắt tóc. á. Ok, rồi. Đây. Bấm vô đây cho mọi người thấy dễ hơn ha. Ok, Rồi. rồi. Đây. Ở nhà gần tháng rồi, tiệm hớt tóc đóng cửa rồi, bây giờ là mình phải làm hớt tóc tại nhà. Hớt tóc thanh nữ. Muốn hớt tóc mới là trước tiên á là Lộc phải lên online Lộc order cái đồ mà bọc để mà hớt tóc vậy nè, nó không có dăng vô người nè quý vị. Cái này mình mua nhiêu anh? Hình như có mười mấy đồng, 20 đồng Ở trên Amazon hả? đúng rồi à. Thấy rõ không? Thấy rõ không? Ok. Rồi đó, cái này rất là tiện, họ xích lên chút nè. Ok, quay quay ngược rồi đi. Ok. Đang cắm này sẵn để chỉnh luôn đi, khỏi giấu lấy cái đứng Rồi. lên ngồi xuống. Rồi Lộc. Ủa, anh muốn bỏ hai tay lên đây không? Hay là ấy vô cho đừng dính tóc? Thôi để khỏi đi ha. Cái này nè, cái loại này đó là cho mình tự mình cắt được nè. Mình giọt tay vô ha. Còn đứng mình tự cắt được. Rồi em tự cắt đi. Rồi, nhưng mà cái này có người đẹp cắt giùm cho mình nên mình phải lấy tay vô, sợ dính tay hò ngứa. Canh đúng số nha. Canh đúng số đi, canh cái số không. Trời ơi, số 0 là xác luôn đó nha. Để cạo hết Đó, luôn. đây cũng canh chưa? Số... Rồi Ok, bây 1. giờ hớt là chỉ biết hớt tông đơ thôi nha, báo cho biết trước nha, hên Làm sao mà tôi không dám ra đường nha. Ok. á. Rồi số 11 là được phải không? Ok. Thử coi nha. Lấy cái tông đơ nó có nhiều nấc nha quý vị. Cây hồng loan chỉnh vô, chỉnh cái số 11 là để cho nó vừa vừa, Cái chứ này đừng lộn với số công là hơi mệt. Cái này nó hay đâu nè, nè nó giống như cái áo đầm vậy, thấy không? Nó hứng hết Nó cái tóc hứng hết rớt tóc nè, xuống. thấy không? Rồi Ok. bắt đầu hết cho cái đèn đen nè. Hên xui đâu có sao, dù sao cũng ở nhà cả tháng nữa được mà. Tháng nữa nó mới có tóc lại. Tóc có hơi dài ra thì bị bệnh đường lại thôi. Chà, ngày có mấy cọng tóc bạc rồi, bữa nào chắc đi chuyển về dưỡng tóc đúng không? Có nhiều lắm mà, tại vì nó nằm chen lẫn tóc đen thôi chứ tóc bạc nhiều lắm á. Còn nhỏ xíu mà sao có tóc bạc ta? Mới có hai mấy tuổi mà tóc bạc quá à. Forever 21 Lúc nào cũng 21 tuổi hết đó. Điệu quá à. Tông đơ thì tông đơ hết đi. Còn mày đặt chữa chởn thì nó cong quá à. Hết luôn nha, tông Thôi đơ thôi hết thôi rồi. thôi rồi giỡn 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 đừng giỡn. Ta đã ít tóc rồi đó. Quá trời tóc luôn. Ừ. Mới có 2 tuần nhiều Nhiều dữ. tóc. Chào quý vị biết không, lúc mà Lộc mới qua Mỹ á, tóc Lộc lại gấp 3 lần tóc như thế này. Mà qua cái mình không biết là tại mình càng ngày cái tuổi nó càng cao chứ. Hay là cái nước mình uống hay sao mình không biết. Mà sao Hồi đó nhà không có biết gắn cái hệ thống mà lọc nước, cho nên lúc đó là bị rụng tóc quá chừng luôn á. Sau này mình gắn cái hệ thống lọc nước thì nó đỡ đúng hơn. rồi. Nếu mà nhà quý vị có điều kiện nên gắn hệ thống lọc nước nha. Thôi nó lớn lên cái máu bị chi lớn. Đúng rồi. Cái lỗ tai mình cắt không? Cắt luôn đi cho khỏi nghe lẩm nhảm. Ok. Ủa ai nhảm giờ, ai lẩm nhảm gì? Ai biết? Hey, tôi đang cắt tóc nha. Muốn có cái lỗ ngoài sao không? Chắc chết. Rồi xong mấy phần tông đơ rồi nha, để quay vòng coi thì nó đẹp không. Chà, còn không được nha, Quay sao đừng thấy ngọng nha. khó. Gắn làm giỏi điện thoại tiếp cho
Tiếp được gì? Tiếp cuộc giấy vệ sinh. Ok. Yeah. Cắt ở trên này ha. Ok. Thở nó được nhanh gọn lẹ lắm. Hỏi cần lượt từ chải rồi nước xịt nước gì chi vậy là lẹ nhất. Không có học qua trường lớp nào á nha. Vậy là giỏi lắm. Ai muốn cắt tóc liên hệ 1-800 Hồng Loan nha. Hồng Loan mà cắt tóc là 6 tháng không cần đi lớn luôn á. Đỡ tốn tiền đi tiệm lắm á. Là cạo sẵn luôn á, cạo sạch á. Ok, rồi. Bây giờ cạo cái... Rồi, hoàn thành tác phẩm. Coi được không quý vị? Nhìn cũng được phải không quý vị? Dạ được. Rồi. Cũng tạm ổn mà mùa mưa hả? Cũng tạm ổn mà mùa dịch. Chứ mùa mưa cũng đéo tóc được rồi. Ừ. Đó, bây giờ mình lấy ra nè, là tóc nó nằm trên gọn trên đây. Mình bây giờ mình cứ hốt cái này mình đem bỏ vô thùng rác thôi. Nó đơn giản ha. Ừ. Tôi kiểm tra coi nó có bị thiếu sót gì không nha. Chứ không được là bắt mình phải hất lại đó. Bồi thường à? Bồi thường. Tóc đâu bồi thường. Rồi. Chưa. Ừ, tạm quá. Ổn. Tạm ổn, tạm ổn. Rồi bây giờ Hồng Loan xin update cái tình hình mà ca bệnh của Mỹ của mình bây giờ là 4 giờ rưỡi thì là ca bệnh là 214.482, số người chết là 5.094 người và số người chữa khỏi là 8.878. Ồ, như vậy là ca bệnh ngày hôm nay tăng nhiều quá. Trời, ca bệnh tăng nhiều dữ vậy trời. Coi như là trong cái ngày hôm nay là ca bệnh là tăng 26.000 ca. Số lượng người chết là tăng thêm 1.041 người. Và nhưng mà được cái là recover đó, là hôm qua là Hồng Loan coi là 5.500 ha. Bây giờ là 8.878. Có nghĩa là tăng được hơn 3.000. Gần 3.400. Vậy là số lượng... Gần 3.400 người được chữa khỏi. Số lượng người mà được chữa khỏi này cũng tăng nhiều. Ồ, tín hiệu đáng mừng. Vậy là cũng may mắn rồi. Ừ. Như vậy là những cái thuốc mà mình được approve mà mình chữa vậy là cũng tốt đó ha quý vị ha. Thôi coi như mình cũng cố gắng mình tìm một chút những cái niềm vui nho nhỏ trong những cái nỗi buồn này đó. Và mà quý vị biết không, nước Mỹ á, đúng là nước Mỹ vĩ đại. Trong thời kỳ đất nước đang rất là khó khăn như vậy, nhưng mà giống đúng là đại ca, nước Mỹ chi ra 274 triệu để giúp cho 64 quốc gia trong cái tình hình dịch Covid này. Đó, mà riêng Việt Nam á, thì sẽ nhận được 3 triệu. Nói tới Việt Nam á, thì Hồng Loan nghe nói là cái tình hình mà cấm đi ra ngoài đó, hạn chế đi ra ngoài đó thì bắt đầu từ 9 giờ tối coi như là tuyệt đối luôn, không được đi ra ngoài. Đi ra ngoài là bị bắt phạt đó. Thì quý vị cũng biết mà ở Việt Nam á, thì người nghèo khổ nhiều lắm, cho nên á, mà bắt người ta ngưng buôn bán, ngưng hết tất cả như vậy thì đói nhiều lắm quý vị, rất là nhiều người đói. Nhưng mà một cái điều may mắn là có rất nhiều tấm lòng tốt, coi như là để thức ăn miễn phí ở khắp nơi cho những cái người mà đói, để mà họ đến họ lấy đồ ăn. Thì trên đó còn ghi cái hàng chữ là nếu mà bạn thấy bạn thiếu thốn thì bạn hãy lấy một gói, còn nếu như bạn cảm thấy bạn ổn thì xin hãy nhường cho người khác. Ừ, hay quá. Hồng Loan xem những cái hình ảnh đó đó, mình thật sự rất là xúc động. Tình giữa con người với nhau thì đến những cái lúc mà khó khăn như vậy thì mình mới thấy rõ ha quý vị. Ở Mỹ thì có được chính phủ lo những cái bữa ăn cho người nghèo này nọ, chính phủ lo. Thì ngoài ra cũng có những cái người họ tình nguyện cũng đi phát đồ ăn, nhất là phát cho những người lớn tuổi. Phần lớn là có những cái chỗ phát cho mấy cô chú bác mà lớn tuổi đó tới lấy. Đó là một cái chia sẻ tình người mà trong cái thời gian khó khăn nhất mà nhìn những hình ảnh rất là xúc động. Ở bên Mỹ thì có
mấy chục ngàn người tình nguyện viên, volunteer đó quý vị, tình nguyện viên để đi test corona cho mọi người. Thì họ đã nộp đơn rất là nhiều và chính phủ rất là mừng. Và những cái người đó đó, họ được cũng lãnh lương và cũng được một bảo hiểm, một chế độ đặc biệt cho họ. Mà rất là mình phải tôn sùng họ, tại vì họ tấm lòng họ quá cao cả. Giống như là họ là một cái chiến sĩ mà đi ra một ngoài mặt trận có thể chết bất cứ lúc nào. Mình xung phong đi làm những cái việc đó cũng rất là nguy hiểm. Và Hồng Loan cũng được biết là có 9.000 những cái cựu quân nhân đã bằng lòng để mà trở lại với nghề, để mà giúp cho nền y tế của nước Mỹ hiện tại bây giờ. Thì giống như là cựu bác sĩ, cựu bác sĩ y tá, bác sĩ y tá quân nhân đó trở lại để mà giúp đỡ. Và một cái tin mừng nữa là cái hãng xe Mercedes đó quý vị, ở bên Anh họ đã chế tạo ra cái máy thở nhỏ xíu như vậy thôi, rất là tiện lợi và làm rất là nhanh. Thì Hồng Loan hy vọng họ chế tạo được nhiều hơn nữa để mà có thể phân phối cho nhiều nơi, phân phối cho Ý, Tây Ban Nha, Pháp, rồi qua Mỹ luôn nếu mà được. Thì điều đó cũng rất là mừng. Và cái công ty xe mà xe Ford đó, họ cũng chế tạo ra khoảng 50.000 cái máy thở nữa. Một cái tín hiệu quá mừng là tại vì chết nhiều á là do thiếu cái máy thở, phần lớn là thiếu máy thở, người ta không có thở được. Ở bên Mỹ này đó là giống như cái có nhiều người biết, có nhiều người không biết là tại sao họ chết. Lý do đó là ít máy thở quá, rồi cái người lớn tuổi á phải nhường cho cái người nhỏ tuổi xài. Lý do đó mà cái người lớn tuổi lại chết nhiều hơn. Mình cảm thấy mình tội nghiệp họ quá. Ở bên New York á, thì những cái công viên lớn thì họ tạm thời xây dựng những cái bệnh viện. Thì có cái bệnh viện là khoảng chừng 70-80 giường gì đó, để chia sẻ bớt cái số lượng bệnh nhân bây giờ đang quá tải. Mặc dù là đã được cái cô tàu của Navy đến là cả ngàn giường bệnh để mà đưa bệnh nhân mà không phải Covid đi ra hết rồi, nhưng mà vẫn không đủ thưa quý vị. Cho nên họ phải dựng lên những cái lều bạc nhưng mà rất là đầy đủ trang thiết bị ở bên trong để mà cho bệnh nhân Covid ở. Thì hy vọng thì san sẻ được và có thêm máy thở thì chúng ta sẽ kéo dài được thời gian để mà chữa bệnh cho nhiều người. Thì khi có máy thở thì cuộc sống họ sẽ được kéo dài hơn để mà chờ, để vô thuốc, thử thuốc này nọ. Bên cạnh mà cái những niềm vui đó thì mình lại có những cái nỗi buồn. Tại sao mà con người ta không biết suy nghĩ? Chẳng hạn như đầu tháng 3, khi mà dịch báo họ đã báo động là đừng nên đi ra nước ngoài, đừng nên rời khỏi cái nơi bạn cư ngụ, thì có những chuyến cruise, chuyến tàu mà trào trên biển đó, loại mà mấy 3-4 ngàn người ở trên biển đó, họ lại đi ra ngoài để đi du lịch. Mà vào thời điểm đó là đã có cái cô mà Diamond Princess, rồi cái cô mà Grand Princess gì đó là đang ở bên Nhật, đã gieo rắc bệnh biết là bao nhiêu rồi, mà hai chuyến tàu này vẫn đi. Và quý vị biết không, hiện bây giờ là trên cái con tàu đó là có khoảng 190 người đang bị bệnh, nhưng mà chưa có test ra là có bị Covid-19 hay chưa. Nhưng mà trong đó là 4 người là phát hiện dương tính và 2 người chết rồi. Thì Hồng nói nghe người thì nói hai người, thì nói 4 người, nhưng mà là tình trạng là nguy cấp lắm rồi, là cho 2 người còn lại và 2 người đã chết. Thì đó là hai cái chiếc tàu. Thì hai cái chiếc tàu đó họ cùng một người chủ. Cùng một người chủ là Holland America. Thì họ muốn tấp vô Florida, nhưng mà Tổng thống Trump thì cũng yêu cầu muốn là cứu những người đó để mà đưa vô. Nhưng mà Florida thì họ nói là vô thì cũng được, nhưng mà họ không đủ khả năng, không đủ bệnh viện, không đủ giường bệnh để mà họ take care hết những cái số lượng người như vậy. Thì bây giờ giữa chính phủ và Florida và hai con tàu đó, người chủ của hai con tàu đó đang nói chuyện với nhau để tính cái phương án nào tốt nhất để mà cứu tất cả mọi người. Thì nhờ có hai con tàu cho nên họ dồn những cái người khỏe mạnh á, là 1.400 người qua một con tàu, và còn lại là 450 hành khách cộng với lại 602 thành viên thủy thủ đoàn và 190 người bị bệnh đó qua một con tàu khác. Mà trong số những người bệnh đó là
những người làm việc nhiều hơn, thủy thủ và những người phục vụ ở trên tàu. Trời ơi. Đã thật sự bây giờ ông lo mà nghe nói tới cái cruise, không phải bây giờ mà một tháng trước rồi mình nghe nói tới cái cruise là mình đã sợ muốn chết rồi, mà không hiểu sao họ vẫn đi lên tàu. Hồng Loan có coi phỏng vấn một cái cô đó, cô nói nó sale rẻ quá, nó sale rẻ quá, tôi dễ gì tôi được đi cho nên tôi mua vé rồi thì tôi đi thôi. Họ thấy một cái chuyện nó quá ư là đơn giản, quá là bình thường luôn. Tại lúc đó thì nói chung là cái dịch nó mới xảy ra thôi, thì mọi người cứ nghĩ là nó ở xa quá, nó không ở gần bên mình, họ mới đi như vậy. Chứ mà như bây giờ thì họ đã tởn rồi, họ sợ lắm rồi. Bây giờ thì đâu có được cái tàu nào đi nữa. Bây giờ là dưới 10 người thôi, chứ thực sự cũng không phải đâu được dưới 10 người nữa. Bây giờ là tách ra luôn rồi. Người ta cũng tìm hiểu được đó là cái nguy cơ mà lây lan bệnh nhiều ở Los Angeles với lại vùng Nam Cali mình là quý vị, thì đó là do những cái nơi mà công trường, những cái công trường làm việc á, thì họ vẫn làm việc mà nhiều khi họ không khẩu trang, họ không có đầy đủ dụng cụ và họ làm việc chung với nhau đó, thì police phải đi kiểm tra hết những cái đó và yêu cầu họ phải đúng quy định, nếu mà phạm quy định là sẽ phạt đó. Và chính phủ cũng yêu cầu người dân mình, nếu mà như thấy cái chỗ nào có công trường xây dựng hay bất cứ cái gì mà có nhiều người làm việc tập trung vô nhiều, thì mình gọi điện báo cho chính phủ biết, được là báo 911, báo cảnh sát hay báo cái gì đó để mà họ đến họ giải tán, để mà ngăn ngừa hết tất cả mọi hoạt động mà để mà lây lan cái căn bệnh này ra. Thì Hồng Loan thấy họ làm càng gắt gao thì cái điều đó nó càng cứu giúp cho mọi người nhiều hơn ha quý vị ha. Nãy giờ nói nhiều tin buồn quá à, nhưng mà còn một cái tin này thì Hồng Loan muốn nhắc nhở quý vị, những cái người mà bệnh tiểu đường và những người bệnh tim tuyệt đối không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai khác. Người trong nhà mình cũng phải cách xa 2 thước nha quý vị. Đó là 2 đối tượng rất là dễ bị cái nhiễm cái COVID-19 này. Và khi đã nhiễm rồi thì rất là dễ bị không có chữa được. Đó. Quý vị nên nhớ, mà bị tiểu đường thì Việt Nam mình bị cũng rất nhiều đó quý vị. Cho nên quý vị cố gắng nha. Nếu trong nhà mình có người bệnh đó thì mình phải cố gắng tránh xa ra, ăn uống tất cả mọi hoạt động riêng biệt hết. Có thể là cái người đó là sẽ tự lấy thức ăn để mà ăn, hay là nếu mà mình là người care cho người đó, mình phải tuyệt đối làm món ăn nóng và phải khử trùng double tay cho sạch sẽ để mà đưa cho người kia. Và tuyệt đối không ăn chung nhau, không dùng muỗng dùng đũa, không dùng cái gì chung hết, cả nước uống cũng vậy nha quý vị. Cần rất là cẩn thận trong vấn đề đó. Không nói chuyện buồn nữa mà thông báo một cái tin này nghe nó rất là rùng rợn. Có nghĩa là chuột, ai mà thích chuột á thì hiện tại bây giờ là tới New Orleans quý vị biết không. New Orleans á, tất cả nhà hàng đóng cửa hết rồi, hình như là chuột nó đói bụng quá bắt đầu nó tràn ra đường. Người ta nói đi qua những con đường hả, chuột bò ngổn ngang luôn. Có những con đường mà tập trung nhiều nhà hàng đó quý vị, là chuột bò ngổn ngang luôn. Hồng Loan sẽ kiếm hình nói về cái vấn đề đó, Hồng Loan đưa ra cho quý vị xem, xem mà nổi với gà. Nhiều khi qua dịch này chuột nó cũng chết bớt, nó không có đồ ăn nó chết bớt. Hy vọng quý vị ơi, một tin vui của giới Hollywood thì là vợ chồng của ông Tom Hanks á đã chữa được khỏi bệnh, rất là mạnh khỏe bây giờ. Một điều đáng mừng là đã chữa hết bệnh rồi, một cái tài năng của Hollywood mà ông đã đem đến cho chúng ta rất là nhiều phim hay phải không quý vị, nhất là cái Forrest Gump ha. Forrest Gump bộ phim đó là chắc có lẽ là ai cũng đã xem qua hết rồi. Chúc mừng. Và một cái tin cũng hơi buồn là có một người châu Á vào đổ xăng ở một cây xăng và bị nhân viên ở đó họ đuổi ra. Bây giờ mình là châu Á đó thì người ta nhìn mình, ta cũng không biết mình là China hay là người của nước nào hết. Cho nên chúng ta bây giờ đi ra ngoài cũng rất là dễ bị kỳ thị đó quý vị. Cái người đàn ông này nè, ổng đi vô cây xăng thì ở ngoài trước cây xăng có ghi cái bảng là
thì bây giờ nơi nào cũng ghi là nếu bị ho cảm sổ mũi hay gì là không có bước vô. Thì khi mà cái ông này ông bước vô á, thì cái người nhân viên mới hỏi là ông vô đây làm gì, thì ông nói tôi trả tiền đổ xăng. Thì người nhân viên mới nói là ông là người gì, thì ông mới nói là tôi là người Nam Hàn. Thì kiểu mà nó kỳ thị, nó không muốn tiếp ổng, nhưng mà ổng nói tôi là người Nam Hàn, nhưng mà tôi sống ở Mỹ mấy chục năm rồi, và mấy năm nay tôi không hề đi về Nam Hàn hay tôi không hề đi đâu hết, nhưng mà nó vẫn kỳ thị, nó vẫn đuổi ổng ra. Thì ổng cứ kêu police tới, thì police tới để mà giải quyết cái chuyện đó. Cho nên chúng ta là người châu Á thì mình đi đâu á, mình cũng phải rất là cẩn thận, nó cũng kỳ thị dữ lắm. Hoặc là có thể là mình đội cái nón hay là cái áo gì mình ghi chữ Sài Gòn hay là gì đó, để người ta nhìn, người ta biết mình là người Việt Nam. Thưa quý vị, người Việt Nam á thì họ không có kỳ thị mình, họ ghét là ghét Trung Quốc, và họ nghe nói ở Korea đó là cũng là bệnh nhiều cho nên họ sợ, chứ còn đối Việt Nam mình thì chỉ không có đến cái mức như vậy. Bây giờ hôm nay là ngày April Fool ha, bây giờ cái ngày này là người ta nói dối nhau là dữ dội lắm, đúng không? Đâu có, không có, không nói dối đâu. Ngày này không nói nhưng mà mấy ngày khác nói. nói dối bên năm, ngày này không có nói dối. Trời này gan quá, lắc biết tôi. Đúng rồi, ngày này không nói dối thì còn những ngày còn lại thì nói dối hết. Giờ quý vị thử nghĩ coi, cái câu nào mà nói dối rất là thường xuyên luôn, mà hình như là ai cũng có trải qua một lần. Ngày như câu em à, anh muốn mình chia tay nhau đi, để anh lo cho sự nghiệp. Câu này nghe quen lắm không quý vị? Nghe quen lắm rồi, là thôi giờ mình tạm chia tay nhau một thời gian để xem chúng mình có cần nhau không. Một cái lý do là coi như là hình như là những cái mối tình mà muốn cái người này kia mà muốn mà tách ra rồi là hay tìm cái lý do đó để nói nhất. Còn cái nữa thằng Lo nhớ, mình thường hay nói luôn lắm luôn á, là mỗi lần nó hẹn ai á mà lỡ cái gì mình tới trễ, cái gọi ok 2 phút nữa tao tới liền, 2 phút nữa tới liền, mặc dầu là đoạn đường đi chắc cũng phải 10 phút. Còn gì nữa không? Còn có nữa, giống như Tết mà có con á, ai mà con trẻ mà ai được lì xì đó, xong cái mẹ hay nói biết gì, nói gì không? Cái gì? Đưa tiền mẹ giữ đi, mẹ không làm mất đâu. Tôi không có rồi nha, tiền lì xì của ông Linh nhiêu là cấp vô bóp nó hết rồi, chứ em mới giữ à, thì lâu lâu thiếu tiền lẻ môi bóp nó ra. Đúng rồi. Cất hết luôn, mà lâu lâu hỏi Linh cho mẹ mấy đồng được không. Nhưng mà anh đích bên đây nó không biết xài tiền, quý vị ơi. Chưa biết xài tiền, không biết xài tiền, cái tiền để đó thì đó là cũng quên mất tiêu à, tại vì đâu bao giờ có cơ hội xài đâu. Cái lâu lâu hỏi mẹ tiền của con đâu rồi, tiền lì xì của con đâu, thì mẹ cất trong bóp nè. Ok vậy thôi đó, chứ không biết là nhiêu hay là gì hết trơn á. Giống như gia Linh á, đâu có biết xài tiền đâu, nhưng mà tại vì nghe bạn bè rồi nghe đài, nghe trên YouTube nói về tiền thì nó biết vậy thôi, chứ thật sự không biết đồng tiền nó giá trị sao hết. Thì có bữa đó Linh mới ngồi, Linh vẽ 2-3 bức tranh vậy nè, xong cái bà ngoại đi ngang qua, ngoại nói sao tranh đẹp quá vậy, tranh đẹp quá vậy, cái nó nói ngoại ngoại con bán cho ngoại ngoại muốn mua không, ngoại muốn mua không, con bán cho ngoại nè ngoại. Cái ngoại hỏi nhiều, cái nói $100 trăm đồng. Cái bà đó trời ơi nhưng mà mắc dưới vậy, cái chỉ tự xuống giá luôn 10 đồng. 10 đồng bà ngoại nói dẫn mắt, cái vậy thôi 2 đồng. Cuối cùng bán bức tranh đó 2 đồng, bán bức tranh được 2 đồng. Cái bà ngoại vừa đưa 2 đồng, bà ngoại lấy bức tranh xong, cái bà ngoại hỏi bà ngoại vừa đưa hai đồng, bà ngoại lấy bức tranh xong, cái nó chỉ 3 cái còn lại, nó hỏi bà ngoại mua cái này luôn không. Xong mới về cũng chết, bà ngoại kể cho Lan Lộc nghe, cái Lan mới nói trời ơi tội nghiệp con tôi quá, mới ra đời mà bị khách hàng trả giá gì mà khủng khiếp gì không biết nữa, rồi sao mà tạo dựng cơ đồ sự nghiệp gì đấy, từ 100 đồng mà còn 2 đồng. Ok, bây giờ mình nói về một ít chuyện vui của cái mùa dịch này ha quý vị. Nhưng mà có một cái video này là để cảnh báo
để cảnh báo tất cả chúng ta nè, là họ chọn xe là hợp pháp khẩu trang. Nè quý vị xem ha. Đó, quý vị thấy không? Rất là nguy hiểm, đeo vô cái xỉu, luôn. Rồi có nhiều là cướp hết à. Hay hết. Ghê quá. Cái này chắc là ta chắc là ta dựng cảnh ta quay quá chứ đâu có ai mà thì người ta dựng để ta quay ta có nghĩa là cảnh báo cho mọi người á. Rồi có một người đàn ông á buồn quá, ở nhà không có ai hết, sống mình ên buồn quá, đứng trước cái gương nhảy đầm. Mà ổng nhảy cũng dẻo ghê nha, quá dẻo. Này chắc cũng kỹ sư nữa, này chắc cũng vũ sư hay gì nè. Còn này là coi cái hình này, có cái cậu bé này là dễ thương lắm nha, vừa nghe mẹ ách xiện cái là quý vị coi ổng nói coi cái này xong rồi nó cười chết luôn. Ảnh quay lên anh chạy nhiều lắm nha. Mới có chút xíu thôi mà cũng hiểu biết, cũng biết tránh dịch Covid được chứ bộ. Rất là cảm ơn quý vị từ nãy giờ đã nghe những cái thông tin, những cái chia sẻ cũng như là những cái tâm sự của Loan với Lộc. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị vào một lần nữa, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để mà tâm sự với nhau nhiều hơn nữa ha quý vị ha. Quý vị nhớ nha, coi cái video của Gia Linh với lại ông ngoại hát, rồi nhớ share nhiều ra cho Hồng Lan nữa nha. Học mới post ngày hôm nay đó. Nha, nhớ bấm nha. Okay. Nhớ bấm coi nha. Rồi. Hoặc là lên YouTube bấm. Hoặc là lên YouTube bấm là ở nhà ba chấm chắc ăn. Bài hát cái tựa đề là ở nhà chắc ăn. Ông ngoại với lại Gia Linh dễ thương lắm á. Nhớ coi nha quý vị. Rồi, chào quý vị. Bye.